đại gia Đinh Trường Trinh là ai, liên quan gì tới đất vàng 343642 Chu Mạnh Trinh, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với ông Đinh Trường Trinh, cựu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại quảng cáo xây dựng Địa ốc Việt Hân về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Nhà chức trách cáo buộc ông Trinh đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý sử dụng khu đất số 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Địa ốc Việt Hân là đối tác cùng Tổng công ty lương thực miền Nam Vina Food 2 phát triển tổ hợp dự án khách sạn cao cấp, cao ốc văn phòng và thương mại cho thuê tại khu đất 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, thành phố Hồ Chí Minh. Đây vốn là các khu đất do Vinafut 2 được giao quản lý, sử dụng từ sau năm 1975. Doanh nghiệp dự án là Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại, dịch vụ xây dựng Việt Hân Sài Gòn, trong đó Vinafut 2 chỉ góp 20% cổ phần, 80% cổ phần còn lại là do địa ốc Việt Hân nắm giữ. Tháng 12 năm 2015, cổ đông nhà nước chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp Việt Hân Sài Gòn cho đối tác. Năm 2016, dự án trên đất vàng Chu Mạnh Trinh đã đổi chủ thông qua thay ruột pháp nhân dự án. Cơ cấu sở hữu gồm công ty cổ phần bất động sản mùa đông nắm giữ 99% vốn điều lệ và địa ốc Việt Hân 1% vốn điều lệ. Sau đó, các chủ sở hữu mới đã dùng cụm nhà đất số 34-3642 Chu Mạnh Trinh và số 33 Nguyễn Du thế chấp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh MSB đến tháng 1 năm 2017. Việt Hân Sài Gòn tiếp tục ghi nhận biến động trong cơ cấu sở hữu. Cụ thể, bất động sản mùa đông và địa ốc Việt Hân đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp Việt Hân Sài Gòn cho Công ty Cổ phần Sài Gòn Dimension và Công ty Đầu tư BOB. Việc chuyển nhượng này nhằm thực hiện chủ trương xử lý, thu hồi nợ theo phương án xử lý nợ ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Ngân hàng MSB gửi Ngân hàng Nhà nước. Việt Hân Sài Gòn sau đó tiếp tục sử dụng tài sản là thửa đất tại số 34, 3642 Chu Mạnh Trinh và số 33 Nguyễn Du làm tài sản thế chấp tại SCB. Đầu năm 2021, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận kết quả kiểm tra phản ánh thông tin của báo chí về sai phạm tại dự án bất động sản số 33 Nguyễn Du và 34-3642 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó cho biết Việt Hân Sài Gòn đã sử dụng quyền sử dụng đất của các khu đất vừa nêu trên để lập nhiều hồ sơ vay bằng dự án đầu tư khống. Cụ thể, ngày 29 tháng 4 năm 2016, Ông Đinh Trường Trinh, khi đó là đại diện pháp luật của Việt Hân Sài Gòn, đã ký hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bốn cơ sở nhà đất này tại chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh của một tổ chức tín dụng để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ cho khoản vay 1.683 tỷ đồng của bất động sản mùa đông. Đến tháng 1 năm 2017, sau khi Việt Hân Sài Gòn đổi chủ, bà Trương Thị Cẩm Giang đã thay ông Đinh Trường Trinh làm người đại diện pháp luật của công ty. Bà Giang sau đó cũng ba lần dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên để thế chấp tại các chi nhánh khác nhau của một ngân hàng khác để bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ cho một loạt các công ty với cùng mục đích sử dụng vốn vay là bổ sung vốn để thực hiện thi công dự án The Goldmark Premium Tower giai đoạn 1 tại 4 cơ sở nhà đất nêu trên. Điều đáng nói, thanh tra chính phủ cho biết thực tế không tồn tại, không có thủ tục xin lập dự án, không có phê duyệt dự án The Goldmark Premium Tower của các cơ quan có thẩm quyền tại địa chỉ các cơ sở nhà đất nêu trên.